Top 5 Quảng Ngãi sẽ dẫn bạn đi khám phá một vài món đặc sản Quảng Ngãi được làm từ những nguyên liệu thuần túy của người dân xứ Quảng. Đầu tiên, món đặc sản Quảng Ngãi mà Top 5 muốn giới thiệu liên quan đến cá. Một cá bống sông trà. Cá bống sông trà là đặc sản chỉ có tại vùng sông trà nên mới có cái tên như thế. Thân cá khá nhỏ bằng ngón tay út. Cá được sơ chế sạch, sẽ được kho, rim cùng tiêu và nước mắm, sau đó để nguội và đóng hũ theo nhiều quy cách khác nhau. Sau khi được rim khô, cá có vị khá đậm đà, giòn, dai rất kích thích vị giác. Đây là đặc sản Quảng Ngãi mà hầu hết ai cũng sẽ mua một đến vài hũ để về ăn dần và tặng người thân. Hai cá niên Quảng Ngãi Cá niên thường sống ở những suối có dòng nước chảy mạnh. Cũng bởi thế mà thịt cá rất săn chắc, ít béo và có vị ngọt thanh. Cá niên sẽ được nướng mọi hoặc chiên giòn để thưởng thức cùng chén nước chấm, đặc trưng của miền Trung. Đã đến Quảng Ngãi mà không thử món này thì chỉ có thể nói là tiếc hùi hụi. Ba chả cá đỏ củ Lý Sơn Ngoài những cánh đồng tỏi Lý Sơn bát ngát, thì hải sản nơi đây chính là điểm thu hút rất nhiều du khách. Trong số các loại hải sản thì cá đỏ củ cũng được nhiều người yêu thích bởi thịt khá dẻo dai và vị mặn ngọt của biển cả. Chả sẽ được chiên, nấu canh chua, nấu bún, đều rất ngon. Cũng vì thế, không ít du khách đến Quảng Ngãi đều sẽ đặt mua ít kg chả cá đỏ củ để về thưởng thức dần. Tiếp theo món đặc sản Quảng Ngãi liên quan đến mía, đường phen, đường phổi. Hai đặc sản này đều được làm từ cây mía, nên vị ngọt khá thân, không gắt và cực kỳ tốt cho sức khỏe cho người dùng. Cũng vì thế mà hầu hết các gia đình hiện nay đều sẽ phòng hờ một ít trong nhà. Hai mạch nha Quảng Ngãi được làm từ hai nguyên liệu chính là nếp và mộng lúa, ngoài ra còn có làm từ đường mía. Mặt nha được làm từ đường mía cũng có vị ngọt thanh, màu vàng bắt mắt. Loại này thường được dùng để ướp đồ ăn, làm kẹo hoặc pha nước uống giải khát ba chim mía quảng ngãi chim mía cái tên khá lạ lẫm và gây tò mò cho nhiều người chim mía chúng thường thường trú ngụ trong những cánh đồng mía người ta thường dùng lưới để bẫy loại chim này thịt chim mía khá săn chắc xương giòn có vị ngọt nên thường được nướng mọi hoặc rô ti chiều chiều mà cùng lũ bạn ngồi lại thưởng thức đặc sản này thì ngon bấy cháy cuối cùng là món đặc sản quảng ngãi liên quan đến bánh tráng Cùng cấp 5 Quảng Ngãi tìm hiểu các món ăn đặc sản Quảng Ngãi liên quan đến bánh tráng. Bột bánh tráng mắm rút Bánh tráng mắm rút là món ăn vật gây nghiện cho biết bao tâm hồn ăn uống. Vị mắm rút đặc trưng, kết hợp cùng bánh tráng dòng thơm và ít hệ cây nồng tạo ra cảm giác kích thích vô cùng. Hai bánh rập Quảng Ngãi Bánh rập hay còn gọi bánh đập là một món ăn dân giả nhưng đầy cuốn hút tại xứ Quảng. Bánh rập là sự kết hợp của bánh tráng nướng cùng lớp bánh ướt dẻo dai và ít hệ thơm nồng đặc trưng xứ Quảng. Bánh sẽ được thưởng thức cùng chén mắm nêm khá đặc biệt. Cảm giác bẻ miếng bánh rập, quết vào chén mắm nêm rồi thưởng thức thật sự kích thích vị giác làm sao. Ba dân Quảng Ngãi Khi thưởng thức tô dân chẳng thể nào thiếu được những chiếc bánh tráng. Sẽ có cả bánh tráng chín và bánh tráng sống. Đây là cách để tăng thêm hương vị lẫn độ ngon khi ăn dân. Ngoài ba đặc sản trên, bánh tráng còn gấp mặt vào rất nhiều món đặc sản khác nữa như làm ram tôm, cuốn bánh tráng thịt heo, mì quảng. Hy vọng những thông tin được top 5 Quảng Ngãi tổng hợp và biên tập sẽ giúp ích được bạn trong quá trình tìm hiểu về các món đặc sản Quảng Ngãi. Nếu thích thì like, hay thì share bạn nhé.